Vào chiều ngày hôm nay đã diễn ra hai trận bán kết cúp quốc gia 2023. Câu lạc bộ Viettel tiếp đón cầu thủ Topelem Bình Định trên sân nhà. Các cầu thủ Viettel đây chính là giải đấu duy nhất khiến họ có thể giành được thành tích ở mùa giải năm nay. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã có một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho trận đấu này. Rất nguy hiểm, một sai lầm của tại V-League năm nay, câu lạc bộ Viettel giành một chiến thắng và hòa một trận trước Topelem Bình Định. Ở lần gặp lại này, đội khách nhập cuộc với sự thận trọng. Đội bóng Viettel vẫn tỏ rõ sự lợi hại ở khả năng tấn công. Những cơ hội nguy hiểm nhất trong trận đấu đều thuộc về phía đội chủ nhà, khi không ít lần các cầu thủ áo trắng đưa bóng chạm vào xà ngang và cột dọc của thủ thành Đặng Văn Lâm. Khác biệt chỉ đến sau những thay đổi người của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh khi Xuân Kiên và Đức Chiến được thay vào sân. Và hai cầu thủ này đã tạo nên bàn thắng giàu cảm xúc của phút bù giờ thứ hai của trận đấu. Xuân Kiên tạt bóng để Đức Chiến đánh đầu hiểm hóc mang về bàn thắng mở tỷ số ở những phút cuối trận. Đức Chiến tiếp tục cho thấy khả năng ghi bàn xuất sắc của mình ở mùa giải năm nay khi anh đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Viettel. Tình huống bỏ lỡ của Hà Đức Trinh ở những phút sau đó đã khép lại trận đấu với thắng lợi tối thiểu 1-0 dành cho câu lạc bộ Viettel. Thua trận, câu lạc bộ Topelem Bình Định nhận huy chương đồng tại cúp quốc gia 2023. Chứng kiến một trận đấu mà cả hai đội thì không có được 100% thể trạng tốt nhất nên và chúng em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thực sự là thiếu một chút may mắn nhưng không sao. Điều gì đến cũng đến, chúng em đã đạt được cái mục tiêu ban đầu đề ra. Đó là một tình huống em chỉ đánh đầu thôi, còn bóng cố gắng đánh đầu vào gôn và sau đó thì cũng đã có một bàn thắng, em nghĩ là rất là đẹp, em rất hạnh phúc với bàn thắng đó. Thật sự thì cũng rất là tiếc, mọi người cũng đã thấy là mọi người cũng đang rất là cố gắng trong 90 phút để bảo vệ tỷ số để mà có thể đá luân lưu, nhưng mà ngày phút cuối cùng đã có một cái bàn thắng rất là đẹp, em nghĩ là cũng là một cái siêu phẩm. Cũng xin chúc mừng Viettel và chúc Viettel có một trận đấu may mắn ở trận chung kết. Một đội bóng có hoàn cảnh khá giống với Viettel ở lượt trận bán kết 2 này đó chính là Topelem Bình Định. Không còn cơ hội để vô địch V-League, đồng thời mong muốn một chiếc vô địch ở cúp quốc gia. Ở trận bán kết 2 này thì câu lạc bộ Topelem Bình Định tiếp đón PVF trên sân nhà. Và trước một đối thủ tới từ giải hạng nhất thì thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov cũng đã thể hiện một màn trình diễn thuyết phục. Khác biệt từ chất lượng đội hình cho tới lợi thế sân nhà, giúp Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc đầy ấn tượng. Những đường lên bóng bên cánh trái đã mang tới hiệu quả cho Đông Á Thanh Hóa ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Trọng Hùng có pha xử lý kỹ thuật để mang về bàn thắng vô cùng đẹp mắt mở tỷ số cho đội chủ nhà. Không lâu sau đó, cũng từ cánh trái, đường tạt bóng khó chịu của Minh Tùng đã khiến hậu vệ của PVF đá phản lưới nhà. Tới cuối hiệp 1, đội chủ nhà tiếp tục có thêm một bàn thắng nữa do công của Lê Thanh Bình để khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỷ số 3-0. Sang hiệp 2, mỗi đội ghi được một bàn thắng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 4-1 của Đông Á Thanh Hóa trước câu lạc bộ PVF. Giành quyền vào chung kết cúp quốc gia, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đứng trước cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên sau 14 năm. Thắng thì cái niềm vui rất là lớn, nhưng mà đặc biệt là cũng là lần đầu tiên có một trận chung kết ngay cúp quốc gia tại sân nhà. Đó là một cái điều rất là lớn lao và tất cả cầu thủ thi đấu ngày hôm nay thi đấu thật là nỗ lực hết mình, muốn cống hiến một trận đấu tốt để giành những cái trận thắng để đem đến được cái niềm vui cho người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Đa phần các cầu thủ của chúng tôi đều là lần đầu tiên được thi đấu trong một bầu không khí của một trận đấu quan trọng và lớn như thế này. Thực sự đó là một trải nghiệm rất thú vị. Hôm nay đối thủ của chúng tôi rất mạnh và họ chơi với cường độ cao. Chiến thắng đã thuộc về đội bóng xuất sắc hơn là điều công bằng.